Mới đây, diễn viên Miu tiết lộ hậu trường thực hiện bộ ảnh cưới ở một tòa lâu đài cổ kính tại Paris, Pháp. Diễn viên Miu chia sẻ, ngày chụp ảnh cưới trong tòa lâu đài ở Paris, Pháp, tuyết phủ trắng xóa. Hôm đó chắc chắn là một ngày đặc biệt. Những người làm tại lâu đài đón tụi mình bằng nụ cười rạng rỡ. Họ cũng quá đỗi ngạc nhiên vì chưa ai chụp được cảnh lâu đài giữa khung cảnh tuyết trắng đầu ngày tuyệt đẹp đến thế, Miu nói. Vào tháng 1 năm 2024, Miu liên tục đăng tải loạt ảnh ở Pháp. Đây có lẽ là thời điểm Miu và bạn trai chụp ảnh cưới. Hình ảnh Miu mặc chiếc váy trắng, áo khoác lông khoe nhan sắc gây mê giữa tuyết trắng xóa. Miu khoe chuyến du lịch ở Paris nhưng giữ kín tin vui. Người đẹp tranh thủ khám phá thành phố trong chuyến đi chụp ảnh cưới. Miu khoe loạt ảnh trẻ trung, sành điệu trên đường phố Paris. Nữ diễn viên hứa hẹn sẽ khoe trọn bộ ảnh cưới ở trời Tây. Miu cho biết cô cũng sớm giới thiệu chồng sắp cưới. Nhiều sao Việt xác nhận đã nhận thiệp cưới của Miu như Harry Lu, Quốc Trường, Thu Trang, Tiến Luật, Tú Vi, Sĩ Thanh, Mai Phương Thúy. Đám cưới của Miu sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 6. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.